Xin chào các bạn à, mình thấy cái nải chuối hôm qua mình xin về mình để cả nải như thế nó khá là nặng và nó đè lên nhau nên là quả chuối khi mà nó chín nó dễ bị dập các bạn ạ, nên là mình quyết định là mình sẽ lấy dao và mình cắt những cái nải nhỏ nó ra để mình treo lên cho nó dễ chín và quả chín nó sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Các bạn thấy không, mình sẽ cắt những cái này ra, những cái quả chín mình đã ấy ra rồi. Cái này nó khá là mềm rồi các bạn ạ, nên là mình có thể xẻ được. Còn những cái buộc mà mới chặt về mình không thể nào mà cắt về được đâu, mình sẽ phải lấy dao để mình đóng đấy các bạn ạ. Cái quả này thì mình sẽ cắt ra đi, mình ấy xong cho nó chín xong. Còn mình sẽ để cả nải như thế này, mình sẽ cắt ở bên dưới này trước các bạn ạ, cho nó dễ. Rồi mình buộc dây vào, mình treo nó lên. Treo nó lên là nó chín đều hơn. Mình sẽ để gọn ở đây các bạn ạ. Cắt ra phải cẩn thận, không có là dễ bị và đứt tay đấy các bạn. Dao phải thật sắc. Khá là khó, khá là dài đấy. Mình đã cứa vào mấy quả này rồi. Như sao? Thì khi mà có được buồng chuối ngon như vậy để ăn đấy các bạn ạ. Thường thường thì ở nhà mình không có chuối đâu, mình phải đi mua đấy. Còn đây là chuối mà được cô em cho. Trời ơi, gồng lên để hé cắt đi các bạn. Rất là khó cắt. Rồi, nải chuối rất là to, sắp chín rồi các bạn ạ. Đây có quả ương ương rồi, tí mình sẽ lấy ăn. Ăn thử, ương ương là ăn đã ngon rồi. Mình còn ăn được cả chuối xanh cơ mà. Tội ngại gì mà chuối ương mà mình sợ à. Có những nải có quả chín mình đã vặt ăn trước rồi các bạn à. Nên là nhìn cái nải chuối các bạn nhìn thấy không? Te tua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quả đã chín. Và bây giờ cái nải chuối nó còn như thế này đây. Những quả này thì chắc là cũng ngày mai ngày kia là nó chín thôi. Xong được ăn rồi các bạn ạ. Chuối này rất là dễ chín. Quả nào chín mình sẽ cắt ra. Cắt vợ những quả chín ra các bạn ạ. Cho vào bọc cho nó nhanh chín. Tí nữa mình sẽ kiếm một cái bọc để mình cho vào. Đấy, có quả nó bị bung vỏ ra rồi. Để không được đâu. Sẽ bóc ra ăn. Ăn luôn. Luôn cho nóng. Mình rất là thích ăn chuối. Quả này thì nó chưa chín hẳn đâu các bạn. Nhưng mà bóc vỏ bóc được là ăn được rồi các bạn ạ. Đã ngọt rồi. Khá là ngọt. Quả chuối rất là dài đúng không các bạn? Dài và to lắm. Đấy. Chuối nụn các bạn ạ. Mình ăn 3 miếng là hết à. Một to nên là ăn rất là nhanh. Những cái mà tàn chuối này nó rụng ra các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ phải xu dọn nó lại. Ở đây, buồng này của mình được 1 nải, 2 nải các bạn ạ. 3, 4, chắc là 6 nải, tại vì mình đã cắt ra 1 nải rồi. Ở đây là nải thứ 5 và một cái nải rời nữa.
một buồng này được 6 nải, khá là to. Mình thấy cái buồng cái nải này là bắt đầu sắp chín rồi đây. Quả nào mà bị dập mình sẽ cho chim nhà mình ăn. Ý là dập thì mình phải cho nó ăn nhanh các bạn ạ, còn vẫn phải cho nó ăn chuối chín đàng hoàng. Mình sẽ cắt luôn cả cái này này. Kiếm một cái bọc để đựng nhé các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Xin chào. Mời các bạn ăn chuối nhé.